Thế em tên là gì nhỉ? Bông. Bông á? Anh mình. Sao lại bảo em là bông? Anh nuôi. Bông uống gì thì anh không đọc nha. Sao lại em tên là bông? Anh trả nhá. Quên à? Nhìn. Dạ cho 50 có nhớ không? Em tên là Khánh. Ê, đúng rồi. Khánh. Nhớ. Khánh gì? Cai. À đúng, em biết luôn. Nhớ. Thế cứ giả vờ không biết đúng không? Con này ở Hàn Quốc. Xin lỗi. Ừ. Anh cứ giả vờ. Ừ. Anh bảo Ti chào anh chưa? Ừ. Đi. Ừ. Ti chào anh chưa? Ti đây. Ti. Ti chào anh chưa? Ti nóng ngược. Bố mình khỏe, bố mình về. Linh Bình nội mặt cười này. Là à, yêu. Thì xong mình nên yêu, xong mình nhưng không phải đúng không nên dự đặt anh hiểu chưa? Lại về. Quan tâm điều. Anh em mình đầu chọc nhớ ngày mai cắt đầu chọc nhé. Đừng nghĩ đi. Anh em bạn. Đọc. Sao anh không để tóc được rồi? Không, không cắt cho cô. Chị ngồi kệ em bạn em tí. Thế anh biết tóc giới cao không? Anh chơi. Anh nướng đi. Không chơi thằng này à? Gấu ở đây chưa? Thuốc chứ. Gấu ơi. Ui. Gấu đâu rồi? Gấu đang ăn mì kìa. Gấu ơi. Gấu đang ăn mì. Em tên là gì nhỉ? Gấu ơi ăn xong rồi sang đây nhá. Khánh Trực Cai. Trực Cai. Đúng. Tí nó biếu 50 là nhớ nhớ luôn suốt đời. Nam cho đại ca đi. Đại ca ăn. Ơ chị chưa? Đúng. Thế đại ca đã ăn chưa? Ăn cơm chưa? Chưa rồi. Tìm mặn trong bãi này cũng được. Cần nhà em ấy, trần chỗ bãi chỗ. Còn không, ở trên phố cổ này cũng đầy, thiếu đéo chỗ, táo đầy, chỗ đầy nhà. Rồi, chỗ vừa rồi, có ở bên dạ. Chiều nhưng nhà mà muốn điểm. Là nó riêng biệt thôi. Mà lại cho thuê mẹ thôi. Hiểu không? Ở đây nó thì riêng anh có biệt mẹ thôi. Ở mấy em không? Ở ngoài này ấy. Mấy em ở ngoài này thì nó... Hàng ngày em nấu cơm cho anh ăn. Thiếu thì... Em tắm cho anh. Được. Em bên nào không? À đây, thằng Long chín ngón này. Anh bảo Long chín ngón cho anh chưa? Đúng anh không? Mày biết anh là ai không? Ngài. Anh nhá. Đại ca có lại đại ca luôn. Anh Ninh, anh Ninh. Mấy anh Ninh. Anh Ninh. Thế tóm lại yêu Ngân anh Ninh nói yêu Ngân baby không? Đúng tùng luôn. Đúng rồi là đi mẹ mày. Vâng. Cái thằng thằng Vũ Quốc thật thế đi mẹ em thằng cái dáng nó nhảy bất đắn trông nó đi mẹ bôi bác nhỉ. Nhưng mà nuôi kệ nó nhìn thế nào. Kệ nó nhỉ. Chưa Ngân Ninh. Thằng Hiếu nó xuống còn đánh à, thằng Hiếu xuống còn đánh cô à, đánh đi. Thằng Hiếu đâu rồi? Trông nhảy trông anh em. Lắc lắc đầu. Đấy, anh điều về chỗ luôn. Điều về chỗ luôn. Không như là trên mạng mọi người nghĩ đâu. Quái lắm, khốn lắm. Mẹ mất được bao nhiêu năm? Hai giờ trước rồi. Bố mẹ đẻ thì mất lâu rồi. Khổ thân anh. Không biết đâu, có chồng rồi. Không có chồng rồi. Không có chồng rồi. Không có chồng rồi. Nhâm đi. Bố mẹ đều mất. Ê, anh Yêm ơi. Anh uống sà tinh đi đúng không? Ừ, anh uống chỉ sà tinh luôn đi. Người ừ, ngũ á, người bắt. Đây là sà tinh. Nhưng mà uống cái đấy nó rượu không uống à, tốt sức khỏe. Không sao. Uống nước nọc này tốt này. Ừ. Ok. Anh uống chú tình của em. Thế đại ca bao giờ cưới vợ? Hai năm nữa. Hai năm nữa mới cưới à? Anh cưới. Không mời em. Ok. Ok. Mai sớm rồi. Anh Ninh, cô đây, xe to đi vào đây nhiều nhỉ?